Ok, xin chào các bạn. Thì mình đang có trên đây là một cái tai nghe EB Pro của BKV. Thì cái tai nghe này mình mượn được của một anh đã đặt móng trước đó. Anh mua rồi thì mình mượn. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái điều lưu ý khi mà anh em định mua cái tai nghe này. Kết nối ra sao, hoạt động thế nào thì mình chia sẻ luôn. Tại vì nó hơi khác chút xíu so với lại tai nghe Bluetooth hiện nay. Tức là khi mà anh em mua về á, anh em mở nắp ra thì thông thường những tai nghe bây giờ làm giống với AirPods rồi, mở ra là kết nối, nhưng mà cái EB Pro này nó khác. Anh em phải đeo hai cái tai lên luôn, lên tai anh em, và anh em sau đó gõ hai cái đó. Thì khi đeo tai anh em gõ hai cái thì anh em sẽ nghe được một cái pop up, nó nằm trong phần menu á. Thì anh em sẽ bấm kết nối, và khi mà kết nối sẽ có một cái âm thanh giọng nữ là đã kết nối đó, rất là thuần Việt luôn. Đó, nó như này đây, EB Pro thì ở dưới cái chân một cháu là màu vàng nè. Thì anh em nên tải thêm một cái app nữa, thì app nó tên là EB Pro. Thì app này để anh em quản lý về cái tai nghe, equalizer này, chỉnh trên BDC mode, chỉnh off, chỉnh on, bật tắt chấm mồm á. Thì theo mình nha, là khi mà anh em chuyển từ chấm mồm á sang trên BDC mode á thì nó không có cái tín hiệu để anh em biết là nó đã chuyển. Tức là anh em phải nghe âm thanh xung quanh. Ví dụ như đang mở chấm mồm nha, đang mở chấm mồm thì nó sẽ kín, nhưng mà khi trên C mode đó thì nó từ từ nó sẽ nới cái âm thanh môi trường ra, lúc đó anh em mới nhận biết. Còn nếu như ví dụ như AirPods đó, thì khi mà đổi chế độ nó sẽ có cái tiếng tin để mà anh em biết là à đang đổi chế độ rồi đó. Thì BKV mình mong rằng là trong tương lai họ cập nhật cái này để người ta biết. Ví dụ như mở là off nè, không biết gì luôn. Nói chung là nó không có cái âm thanh chuyển. Mà mình đánh giá nha, là cái chống mồm, cái off là cái trên BDC mode đó, nó không khác nhiều. Tức là nó rất là nhẹ. Đặc biệt là khi anh em mở chống mồm mà anh em đang nói chuyện người đối diện, anh em vẫn nghe được. Đó là cái dở, mình chưa hết lắm. Mình cần chống mồm nó mạnh hơn nữa, và cũng như là trên BDC mode mình cần nó nghe âm thanh môi trường nhiều hơn nữa. Đó, chỉ vậy thôi. Còn đây là những cái mức pin để mà anh em theo dõi bên hai bên tai. Còn cái sau đó thì anh em nghe nhạc bình thường, như một tai nghe Bluetooth thôi, như bình thường thôi. Đó, nó như này đây. E-tip nè, E-tip này tháo ra được nè. Đó, left and right nè, thấy không? Và đối với mình nha, mình nghe thử một bài nhạc, một hai bài đó, thì mình cảm thấy là sao ta? Nói chung là không phải quá ấn tượng. Cũng không thể nào mà chê nó dở, cũng không thể nào có gì đó là thất vọng được. Nói chung là được, ổn. Nhưng mà có thể một số anh em nghe nhiều tai nghe Bluetooth trong cái tầm giá mà 2 triệu mấy này của EB Pro thì sẽ thấy EB Pro này chưa đủ. Và những cái âm thanh mà cái thể hiện cái độ khối trong âm thanh đó, thấy nó chưa thể hiện đủ. Ví dụ như cái bài nhạc mình nghe nó có những cái tiếng trống, tiếng kèn đằng sau cái nền đó, thì cái EB Pro này nó thể hiện chưa tốt. Nó hơi nhỏ, với lại nó nói chung là âm thanh nó chưa được thật sự là chi tiết. Nhưng mà còn nếu mà nghe chung chung á, thì mình nghĩ là vẫn chấp nhận được. Rồi, đó là chia sẻ nhanh mình. Cảm ơn anh em.